Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Celsin Pad Pro phiên bản 2021, một chiếc máy tính bảng rất ngon trong mức giá. Hiện tại em này các bạn mua mới sẽ chỉ khoảng là 9 triệu rưỡi mà thôi, thậm chí là dưới 9 triệu rưỡi nhá. Mình thì mua lại trên Facebook giá khoảng là hơn 8 triệu. Với mức giá như vậy, em nó sẽ có con chip Snapdragon 870 rất là ok, một cái màn hình độ phân giải Quad HD OLED 90Hz, viên pin thì cũng là 8600 mAh, cực kỳ cho bò luôn. Đây sẽ là một đối thủ nặng ký của chiếc Xiaomi Mi Pad 5 Pro. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test game trên chiếc Celsin Pad Pro này để xem là con chip Snapdragon 870 sẽ được tối ưu thế nào. Liệu em này có mạnh hơn Mi Pad 5 Pro hay không? Ok, bắt đầu nhá. Magic C số 1 về camera giám sát tại Việt Nam. Mua camera giám sát Magic C giá rẻ nhất tới smartnew.vn. Mình sẽ vào trong liên quân để xem là có lên được FPS cao sẵn không nhá. Có 2 frame rate mode luôn. Đó. Nhưng mà thôi, với Snapdragon 870 thì chắc chắn là liên quân với cả tốc chiến sẽ chơi ngon rồi. Mình sẽ phải test với hai tựa game là PUBG Mobile và Genshin Impact. Mình sẽ bắt đầu với cả PUBG Mobile trước. Mình sẽ để lên là HDR cực độ, đồng thời bật cả khử răng cưa 2x nhá. Bây giờ thì mình sẽ chơi một trận Livic đi. Hiện tại máy còn 56% pin, mình sẽ chơi bằng kết nối Wi-Fi. Độ sáng mình sẽ để khoảng là hơn 80% các bạn nhé. Và như trong video trước mình cũng nói rồi, em này sẽ có tấm nền OLED này, màu sắc của nó sẽ đẹp hơn nhiều so với cả chiếc Mi Pad 5 Pro. Cùng độ phân giải nhưng mà do cách sắp xếp điểm ảnh khác nhau. Chính vì vậy, trải nghiệm hiển thị của mình với chiếc Celsin Pad Pro là nó sẽ rõ hơn so với cả chiếc Mi Pad 5 Pro nhé. Mình sẽ chưa đo FPS vội các bạn nhé. Mình sẽ chơi ổn định khoảng 5-7 phút, sau đó mình sẽ đo sau. Bởi vì phải tiết kiệm cái per dock mà, nó có miễn phí nữa đâu. To thực sự ạ. Em này sẽ có 4 loa này, chơi cực phê luôn. Rồi, hy vọng là xuống không chết luôn. Úi dồi, lên nóc nhà là bắt con gà. Không có súng rồi. Đồng đội nhạt hết rồi. Thực sự là cầm máy tính bảng chơi game hơi to. Các bạn có thể dựa vào bàn này này, nó đỡ mỏi tay. Chứ không cầm thì thốn lắm. Hoặc là các bạn đặt thẳng xuống bàn chơi được. Nhưng mà mình cầm này quay cho các bạn dễ nhìn nhé. Vuốt rất là mượt, ok, không vấn đề gì cả. Mình sẽ cho to loa lên một chút. Âm thanh quá chất luôn. Em này sẽ có 4 loa và có cả công nghệ Dolby Atmos. 4 loa này thì được tone bởi JBL này. Chất lượng thì mình thấy là gần bằng so với cả chiếc Mi Pad 5 Pro, vẫn kém một chút. Kiểu âm bass nó không được ấm bằng ấy. Chơi máy tính bảng cực to luôn. Mỗi tội mình chơi hơi gà. Tiếng súng. Đồng đội chết luôn mà. Em này mà các bạn lắp thêm bàn phím với cả chuột bắn thì thôi, chuẩn bài luôn. Watch out. Đấy, lại bắn nhau rồi. Thề tiếng súng đã vẽ trưởng ấy. Đâu. Ui. Đâu vậy? Thôi. Đấy, cứu tôi bạn ơi, cứu tôi. Mình bắn gà quá. Ok. Mình chơi cũng được khoảng, mình sẽ ra đo FPS nhá. Ok, bắt đầu đo này. Ô. Mình lại bị bắn chết rồi. Tại cái máy này to quá, mình không chơi ở bàn được, phải ra chỗ khác chơi. Đó. Mình vào trong này để kiếm hòm cứu thương. Ui. Hay quá, đồng đội lại giết được nữa rồi. Cứu tôi bạn ơi. Bạn cứu tôi hơi nhiều ấy, sorry nha. Cay thật. Sau khoảng gần 9 phút chơi, máy tụt xuống còn 54% pin. Nhiệt độ thì rất là mát mẻ thôi. Đây, phía mặt trước này, nóng nhất thì sẽ lên khoảng là 35,8. Sau thì cũng rất là mát luôn. Mát hơn cả tay mình ạ. Nóng nhất chỉ lên khoảng 32,1 thôi, 32,2. Đây sẽ là biểu đồ các bạn nhé. Sorry các bạn, mình chỉ đo được khoảng 2 phút thôi. Trong đó thì đây là cái đoạn mà mình bị chết này, không tính. Còn lại thì gần như là thẳng tắp 60fps, thi thoảng xuống 57 thôi, không đáng kể nhé. Dù sao PUBG Mobile thì với Snapdragon 870 ấy, thì cũng rất là đơn giản thôi. FPS trung bình là 59,5. Ok, mặc dù là kết quả trận đấu thì không được tốt cho lắm, nhưng mà trải nghiệm chơi game PUBG Mobile trên chiếc Celsin Pad Pro theo mình thấy là rất tốt nhé. FPS ok này, loa hay,
chúng ta sẽ cùng chuyển sang tựa game thứ hai nặng hơn, cùng đến với Genshin Impact. Đó, đây mới là bài test hiệu năng thực sự của chiếc Genshin Impact Pro 2021. Về mặt đồ họa thì mình sẽ để lên mức cao nhất là 2GB và 60fps. Đó, để lát nữa mình sẽ so sánh với cả chiếc Mi Band 5 Pro nhé. Hiện tại máy còn 53% pin, mình sẽ chơi khoảng 5 phút cho máy nóng lên đã, sau đó mình sẽ đo FPS sau nhé. Rồi, yếu máu rồi. Phải đi kiếm xem có hoa quả gì ăn không. Vuốt mượt phết đây. Này chắc cũng phải cỡ 5x với cả 60 rồi. Nhưng mà quan trọng là lát nữa chơi khoảng 5-10 phút ấy, máy nóng lên thì còn mượt hay không mới là quan trọng. Với chiếc Mi Pad 5 Pro ấy thì mình chơi rất là ok, bởi vì máy khá to, các bạn tản nhiệt tốt. Trung bình thì mình thấy được khoảng là 55fps. Đây, mình đang farm quái ở một cái chỗ rất là rộng thì cũng rất là mượt mà luôn. Mặc dù cái nick Genshin của mình phải công nhận là hơi cùi, đó, mình không có thời gian để cày. Nhưng mà cố gắng test cho các bạn thôi. Sắp chết rồi, phải đi kiếm hoa quả thôi. Thực sự là màn hình của em Genshin này, các bạn mà nhìn ở khoảng cách 40cm như mình đang cầm ấy, rất là phê luôn. Màu sắc đẹp, tấm nền OLED mà. Vì màn hình thì cực kỳ mỏng luôn, mỏng hơn cả Mi Pad 5 Pro, mỏng hơn cả iPad Pro của Apple luôn. Bị mỗi cái là nếu các bạn nhìn gần quá ấy, thì nó sẽ hơi rỗ thôi. Cảm giác cầm nắm của em Genshin thì sẽ hơi cấn một chút các bạn nhé. Em này sẽ được vát sát cạnh mà, nhất là cái mặt trước này, diamond cut luôn. Các bạn dùng thì nên gắn một cái ốp vào. Mình thì cũng mua bao da rồi, nhưng mà thôi, quay video thì mình sẽ để trần cho nó đẹp. À, mình đang dám một miếng cường lực các bạn nhé. Thôi, không muốn đánh nhau. Đi kiếm hoa quả mà. Thôi, thôi, không đánh nhau, không đánh nhau. Đã bảo là đi kiếm hoa quả rồi. Đây rồi, thấy hoa quả rồi. Đầy máu luôn. Ok, giờ đánh nhau thoải mái đi. Các bạn thấy loa đã không? Ok, mình chơi được 5 phút rồi. Các bạn đợi xíu mình ra đo FPS nhé. Bắt đầu đo này. Ok, mượt 60 chứ nhỉ. Mình sẽ ra bờ biển xem sao. Cho cái ulti xem này. Ồ, sụt một ít này. Ui, trưởng ghê thật. Được khoảng 7 phút rồi nhưng mà cái khu vực mình chạm tay vào ấy chưa có một tí gì gọi là ấm lên luôn ấy. Máy rất là mát. Thậm chí kể cả mình sờ này thì nó cũng chỉ ấm ấm thôi. Lát nữa khi mình chơi khoảng 15 phút thì mình sẽ đo cụ thể nhiệt độ cho các bạn nhé. Hiện tại thì rất là mát thôi. FPS thì mình thấy mượt, không vấn đề gì cả. Nói chung Snapdragon 870 thì rất là mạnh. Lại còn được tối ưu trên máy tính bảng thì thôi, khỏi bàn. Ố bắn hụt rồi. Bắn cung này yếu lắm nhé. Thôi, cận chiến đi. Mình thích kiểu chặt chém hơn. Ui, nó nổ ghê vậy. Cho quân tì này. Ui, kinh nghiệm là không nên chém bờ bãi. Ê à, giật điện luôn mà. Hello, xin chào. Như vậy. Cho các bạn một cái ulti này. Ôi giời. Ok, mình chơi được 15 phút rồi. Mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Máy tụt xuống còn 46% pin này. Rồi, đây sẽ là nhiệt độ của máy nhá. Ở phía mặt trước này tối đa lên khoảng 38,5. Ba khu vực nóng tất cả, chỗ này chỉ khoảng hơn 37 này, gần 38. Rồi xem mặt sau nhé. Đây, mặt sau nóng khu vực này, chắc đây là chip à. Wow, 41,8, gần 42 độ. À đây, hơn 42 luôn. Và đây sẽ là biểu đồ các bạn nhé. Trong quá trình chơi thì mình sẽ nhận ra được hai lần máy bị khựng phát. Đây, xuống 20 này, 31,9. Còn lại thì mình sẽ không nhận thấy sự giật lag.
nó sẽ chỉ xuống khoảng 42, 41, 42,9, thường xuyên ở mức 5X. FPS trung bình là 55,2. Nếu mà so sánh với cả chiếc Xiaomi Mi Pad 5 Pro thì mình đang thấy em Xiaomi Pad Pro có phần nhỉnh hơn này. FPS trung bình cao hơn và đường biểu đồ mình thấy nó cũng sẽ ổn định hơn. Nó không gập ghềnh bị tụt xuống nhiều như chiếc Mi Pad 5 Pro. Vừa rồi thì mình đã test game trên chiếc Xiaomi Pad Pro phiên bản 2021. Thực sự đây là một đối thủ rất nặng ký với cả em Mi Pad 5 Pro. Hiệu năng của Snapdragon 870 rất là tốt. Nhiệt độ khi chơi rất là mát mẻ luôn. Tấm nền OLED cực kỳ đẹp. Vậy thì các bạn cảm thấy thế nào với chiếc Xiaomi Pad Pro phiên bản 2021? Các bạn muốn mình làm gì thêm trên chiếc Xiaomi này nữa không? Hãy comment phía bên dưới luôn. Giờ xin chào, bye bye.